khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Tướng mặt đẹp chuẩn không cần chỉnh, nào ngờ Hương Giang vẫn bị soi Photoshop méo tường. Pha chỉnh ảnh thiếu chuyên nghiệp của Hương Giang đã vô tình để lộ những bằng chứng Photoshop khó chối. Hương Giang là một trong những hoa hậu được yêu thích nhất hiện nay. Chính vì điều đó, những hình ảnh mỹ nhân chuyển giới đăng tải trên mạng xã hội thu nhận được lượng tương tác rất lớn. Chưa bao giờ khiến fan thất vọng, những hình ảnh Hương Giang đăng tải đều xinh đẹp mỹ miều, khuôn mặt nữ tính không góc chết của ngôi sao Hà Thành khiến bao người mê mệt. Hương Giang cứ đăng ảnh xinh đẹp như thế này bảo sao các fan không ra vào ngỡ ngơ. Với một hoa hậu xinh đẹp như Hương Giang, tưởng chừng nhan sắc ấy sẽ khinh các phần mềm chỉnh sửa, thế nhưng thực sự không phải vậy. Dù không ai phủ nhận Hương Giang đẹp, nhưng sát cánh bên mỹ nhân vẫn là những phần mềm Photoshop hồng tôn vinh nhan sắc của mỹ nhân. Ngay trong loạt ảnh mới tung ra, hoa hậu chuyển giới quốc tế để lộ nhiều vết tích Photoshop, có lẽ chưa hài lòng với khuôn mặt của mình tuyệt đối nên cô đã mạnh tay bóp đến mức méo cả khung treo quần áo đến tường nhà. Biểu cảm của Hương Giang ngộ nghĩnh thật đấy, nhưng trong bức ảnh có thứ khác ngộ nghĩnh hơn. Không hiểu thanh sắc kia đắc tội gì với Hương Giang mà lại trở nên công đến kỳ cục như thế này. Một màn bóp mặt hơi lộ liễu. Trong một hình ảnh khác do Hương Giang đăng tải, thanh sắc ấy vẫn thẳng tưng đó thôi. Nhưng chưa xong đâu nhé, hãy để ý hai bức ảnh này chụp cùng một góc, nhưng chân tường lại không hề thẳng thớm giống nhau. Hình ảnh cho thấy Hương Giang lại một lần nữa để lộ khả năng Photoshop lộ liễu. Rõ ràng bức tường đang lượn sóng đúng không nào? Vẫn biết Photoshop là chuyện bình thường, hầu như ai cũng muốn sử dụng để mình xinh đẹp lung linh. Nhưng có lẽ Hương Giang nên học thổi thêm một khóa chỉnh sửa ảnh để những hình ảnh đăng tải thêm phần hoàn hảo. Chúc Hương Giang sớm cải thiện tay nghề và ảnh mãi nhận được nhiều like nhé.